Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo đề tài bản đề Kinh Thánh. Cái đoạn là viễn tượng chiến tranh và tù đầy. 47. Vì anh em đã không phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em với tâm hồn vui sướng, bởi có đầy đủ tất cả. 48. Nên trong cảnh đói khát trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh em sẽ phải phục vụ quân thù của anh em, những kẻ Đức Chúa sẽ sai đến đánh anh em. Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi chúng tiêu diệt anh em. 49. Để chống lại anh em, Đức Chúa sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cùng cõi đất, phóng đến như đại bàng, một dân tộc mà anh em không biết tiếng. 50. Mặt mày cứng cỏi, già không để, trẻ không thương. 51. Nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh em, hoa màu đất đai anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Nó sẽ không để lại cho anh em lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, viên con, cho đến khi nó làm cho anh em biến mất. 52. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh em tin tưởng phải sụp đổ. Trong khắp đất của anh em, nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, trong khắp đất của anh em mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. 53. Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh em sẽ ăn con cái của lòng dạ anh em, ăn thịt con trai, con gái anh em mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. 54. Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong anh em sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm, và những đứa con còn giữ lại được với cặp mắt dữ dằn. 55. Vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa khi anh em bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh cặt nghèo, trong mọi thành của anh em. 56. Người đàn bà liễu yếu đào tơ và bậc nhất trong anh em, mềm yếu và nhã nhặn đến đổi chưa hề thử đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng mình đã từng âu yếm và con trai của một con gái mình với cặp mắt dữ dằn. 57. Ngay cả cái nhau từ trong lòng mình sổ ra và đứa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả khi anh em bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong các thành của anh em. 58. Nếu anh em không lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này chép trong sách này, và kính sợ danh hiển hách và khả úy này, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 59. Thì Đức Chúa sẽ làm cho anh em và làm cho dòng dõi anh em phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. 60. Đức Chúa sẽ cho trở lại với anh em mọi dịch tễ của Ai Cập mà anh em kinh hãi, những dịch tễ ấy sẽ bám vào anh em. 61. Cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách luật này, Đức Chúa cũng giáng xuống trên anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt. 62. Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh em sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi, vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Thì thật ra là tự vì thành phần con chiên ngu muội không chịu tìm hiểu Kinh Thánh thôi, chứ thật sự ra nếu đọc Kinh Thánh thì nay là Đức Chúa không có một cái công năng gì mà còn kinh tởm hơn con người thường nữa. Con người thường của chúng ta còn có lòng từ, khi gặp một người đói khát chúng ta còn ban phát cho món ăn, món uống, hoặc trợ giúp bộ quần áo. Còn đằng này Chúa sẽ tiêu diệt, sẽ trừng trị và đem bệnh lạ đến cho mọi người. Thì đây có phải là Đức Chúa không? Các bạn cũng chia nghe rồi, đây là Kinh Thánh nha, không phải là mình tự bịa, không phải bịa ra mà nói nha. Tục 63 cũng như Đức Chúa đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt và bị bứng khỏi miền đất mà anh em sẽ vào chiếm hữu. 64 Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa mọi dân, từ đầu đến cuối mặt đất. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ, là đá, những thần mà anh em và cha ông anh em không biết. 65 Ở giữa các dân tộc ấy, anh em sẽ không được yên hàng và không có chỗ đặt bàn chân. Tại đó Đức Chúa sẽ làm cho lòng anh em xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ. 66 Mạng sống anh em sẽ treo lơ lửng trước mặt anh em, đêm ngày anh em sẽ khiếp sợ, anh em sẽ không tin mình còn được sống. 67 Ban ánh sáng anh em sẽ nói bao giờ mới đến chiều, và ban chiều anh em sẽ nói bao giờ mới đến sáng, và nỗi khiếp sợ tràn ngập trong tâm hồn anh em, và vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. 68 Đức Chúa sẽ bắt anh em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai Cập mà tôi đã nói với anh em. Anh em sẽ không còn thấy lại đất này nữa. Tại đó anh em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của anh em mà chẳng có ai mua. 69 Đây là những lời của giao ước mà Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se lập với con cái Israel tại đất Môi-áp, không kể giao ước người đã lập với họ tại núi Khô-rết. 9 Chủ đề Chúa Trời tận diệt các tôn giáo khác gây hận thù cho người. Đây là chủ đề quan trọng nhất, là đạo Công giáo hay là noi gương theo Kinh Thánh để áp bức các tôn giáo khác và không có nhân quyền, gây hận thù, kết thù oán đối với con người với nhau, giữa các tôn giáo với nhau, chứ không phải là một tôn giáo nào khác hơn. Đó là chính là đạo Kitô giáo hay là Công giáo La Mã. Mã-thi-ơ 10 Phúc âm Mát-thiêu 34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho đến cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. 35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà già. 36 Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Luca 19:27 Hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng, hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. Jeremiah 19:9 Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia. Phục truyền Luật Lệ Ký 55:7-8 7 Ngoài ta ra không được thờ thằng nào khác. 8 Ngươi không được làm hình tượng cho mình hay bất cứ tượng thờ nào giống các vật trên trời cao kia, hay dưới đất thấp hoặc dưới nước. 9 Ngươi không được thờ lạy hay phục vụ bất cứ thần tượng nào, vì ta là Chúa Thượng Đế, các ngươi là Thượng Đế ganh tị. 6:14-15 14 Đừng thờ lạy thần của các dân sống quanh các ngươi. 15 Vì Chúa là Thượng Đế các ngươi, là Chúa ganh tị. Ngài hiện diện giữa các ngươi, nếu các ngươi thờ các thần khác, Ngài sẽ nổi giận và hủy diệt các ngươi khỏi mặt đất. 7, 3 và 4 3 Đừng cưới hỏi hay gả con gái các ngươi cho con trai chúng, cũng đừng để con trai các ngươi lấy con gái chúng. 4 Nếu các ngươi làm như thế, các dân ấy sẽ làm cho con gái các ngươi bỏ ta, đi thờ cúng các thần khác, rồi Chúa sẽ nổi giận và tiêu diệt các ngươi ngay. 8, 19, 20 19 Nếu các ngươi quên Chúa là Thượng Đế mình và đi theo và thờ cúng những thần khác, cúi lạy chúng, thì ta cảnh cáo các ngươi rằng các ngươi sẽ bị tiêu diệt. 20 Như Chúa đã hủy diệt các dân tộc khác dùng các ngươi, Ngài cũng sẽ hủy diệt các ngươi nếu các ngươi không vâng theo lời Ngài. 11, 16 Hãy cẩn thận, kẻo các ngươi bị gạt mà trở lòng phụng sự và bái lạy các thần khác. 23 thì Ngài sẽ đánh đuổi tất cả mọi dân ra khỏi đất nước các ngươi. Các ngươi sẽ vào chiếm lấy xứ của những dân lớn và mạnh hơn các ngươi. 24. Hễ nơi nào chân người đạp đến sẽ thuộc về ngươi. Đã đầu đi xâm chiếm. 12, 2 đến câu 7. Phải phầm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những âm thần mà họ thờ. Đấy là chủ trương của họ như thế, để đi đốt chùa, cướp đất chùa, xây dựng chùa Lão Vằn thì ta dẹp mấy cái tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng Bồ Tát văng ra ngoài hết, làm miếu thờ, làm bây giờ là làm nhà thờ La Vang hay là nhà thờ Lá Vàng. Một chú cha dạy: nếu người trong gia đình ngươi hoặc bạn bè thân khuyến dụ ngươi bỏ Chúa mà theo tôn giáo khác thì phải giết sạch bọn chúng. Đấy, Chúa dạy đó. Đây là cái hận thù tôn giáo, chính là Công giáo, chính là câu này. Hãy phụng sự một mình Ngài là Thượng Đế các ngươi mà thôi. 6. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mặc nhiệm mà rằng: ta hãy đi cầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết. 7. Tức là các thần của các ngươi, những dân tộc ở chung quanh hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia. 8. Thì chớ chịu theo đó, chớ khứng nghe nó, mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. 9. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó, trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. 10. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế dục người xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ. 17. Đoạn 17 câu 3 đến câu 5. Nếu người ấy thờ các thần khác, hay cúi lạy trước chúng, hoặc lạy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trên trời, là điều ta nghiêm cấm. 4. Nếu có ai báo cáo với các ngươi về việc này thì ngươi phải tra xét vấn đề cho kỹ càng. Nếu quả thật có chuyện gớm ghiếc như thế trong Israel, 5. Thì hãy mang người đàn ông hay đàn bà đã làm điều ác đó ra cổng thành, ném đá chết. Ghê chưa? Đoạn 28 câu 13 đến câu 14. 13. Chúa sẽ khiến cho người làm đầu chứ không phải đuôi, ngươi sẽ ở trên cùng chứ không ở dưới chót, nhưng ngươi phải vâng theo mệnh lệnh Chúa là Thượng Đế ngươi, là mệnh lệnh ta ban cho ngươi hôm nay, phải cẩn thận vâng theo. 14. Đừng trái mệnh lệnh gì mà ta truyền dặn ngươi hôm nay, hãy làm đúng theo mệnh lệnh ta truyền hôm nay, đừng đi theo và phục vụ các thần khác. Đoạn 29 câu 26 27. 26. Họ đi thờ các thần khác và cúi lạy các thần mà họ không hề biết, Chúa không cho phép chuyện đó. 27. Cho nên Ngài nổi giận cùng xứ và mang đến những điều nguyền rủa cho đất, là những lời đã được ghi trong sách này. Đoạn 30 câu 17 18. 17. Nhưng nếu ngươi từ bỏ Chúa, không vâng lời Ngài, nếu ngươi bị dẫn dụ cúi lạy và thờ các thần khác, 18. Thì hôm nay ta cho ngươi biết rằng ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngươi sẽ không sống lâu ở trong xứ mà ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh để chiếm làm sản nghiệp. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 20 câu 10 đến câu 18. 10. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. Đấy, bắt đầu là giảng hòa ha. 11. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. Đã bắt đầu là này là giống như khi mà chưa được á, thì tìm một cách để làm cho bằng được, và do đó được rồi bắt đầu là đòi hỏi phải phục dịch kiếm thuế. Rồi tôi bắt đầu tới 12. Vì bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bây giờ ngươi sẽ vây nó. Thì chiến tranh mà không được thì bắt đầu là u lu loa. Giờ giống như giờ này những cái nhà thờ mà những ông cha có những cái ngôn ngữ từ ngữ kích động, để rồi bắt đầu là lu loa lên thế giới là không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo. Đây là cái chiêu của mấy cha linh mục, mấy cha giám mục. 13. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy ngươi người nam bằng lưỡi gươm. 14. Xong ngươi phải thâu cho mình bằng những đàn bà, con trẻ, súc vật và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được, ngươi sẽ ăn lấy của cướp của dân quân nghịch mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 15. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc này. 16. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sáng nghiệp, thì chớ để sống một mà vật nào biết thở. Ghê chưa? Cái vật, sự vật nào biết thở là giết hết. Ghê. 17. Khá tận diệt dân Hethit, dân Amorit, dân Canaan, dân Pheresit, dân Hevit, dân Jebusit, y như Jehovah Đức Chúa Trời người đã phán dặn. 10. Chủ đề giết người, Chúa tạo dịch bệnh. Chủ đề này mới gớm ghiếc nè, dịch bệnh là giết người nè. Chủ đề này là đang hiện hành ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới nha. Tên đồ tể này mà sao tín đồ lại cho đi là nhân hậu bác ái yêu thương. Chúa giết người, hủy diệt gần hết loài người trong nước lũ. Genesis 6:7-8 hỗ trợ Abraham đánh tan nhiều đạo quân để cứu Lót. Genesis 14. 3. Hủy diệt Sodom và Gomorrah. Genesis đoạn 19:21 giết tất cả con đầu lòng của người Ai Cập. Exodus đoạn 12:29-30. Psalm 105 đoạn 105:36 tàn sát toàn bộ đội quân của Pharaoh. Exodus. Psalm 106:11 giết 14.700 người vì họ than phiền rằng Chúa giết người. Dân số 16 đoạn 16:49 6. Hỗ trợ vua Ahaz của Israel đánh trận chỉ với 7.000 quân một các vua. Đoạn 20 câu 13-21 và trận tiếp theo nữa giúp họ giết 100.000 người trong một ngày, chưa tính 27.000 người trốn thoát xong lại bị tường thành vùi lấp. Một là các vua đoạn 20:29 vua sau đó tha chết cho địch thủ thì bị Chúa cảnh cáo là đã tha cho người ta, tức là trái ý Chúa. Một các vua đoạn 20:35-43 7. Khiến hai con gấu xé xác 42 cậu bé chỉ vì chúng đã giễu cợt một ông hói. Hai các vua đoạn 2:23-24 8. Ra lệnh cho sau diệt chủng dân Aralet Kitet. Samuel 15 đoạn 15:2-3 giết 70.000 người Israel. Samuel 24:15 một sử biên 21:14 chỉ vì David nghe lời Satan mà cho tiến hành kiểm tra dân số. Đã đời rồi Chúa thấy hối tiếc vì giết quá nhiều, và David gào lên lỗi tại tôi, sao lại trừng phạt người ta. 10. Thiêu chết nhiều người vì họ than vãn. Dân số đoạn 11:1 11 giết 50.070 người vì họ ngó vào cái hòm bia của Chúa. Samuel đoạn 6:19 12. Cùng với Satan giết con cái ông Job để xem ai thắng cá độ. Job đoạn 1 câu 18 đến câu 19. 13 giết toàn bộ những người theo phe bên kia. Dân số ký đoạn 16 câu 27 đến câu 32. 14 giết 250 người dân Hương. Dân số ký đoạn 16 câu 35. Elizab giết 450 người phe Ban. Một các vua câu 18 đoạn 18 câu 22 đến câu 40. 16 giết 1 triệu người Ethê Bi An. Hai sử biên đoạn 14 câu 8 đến câu 14. 17 thảm sát dân Mediniter. Dân số ký đoạn 31 câu 1 đến câu 35. Con gái Chúa thảm sát một dân tộc hiền lành mà không bị phạt. Ruget 18 đoạn 18 câu 27. 19 con cái Levi thảm sát 3.000 người theo lời Chúa. Exodus đoạn 32 câu 27 đến câu 28. 20 David giết 200 anh chàng Philistine. Samuel 18 câu 27. 21 Chúa giết 24.000 người Israel và Phinehas phải giết thêm 2 người nữa để Chúa nguôi giận. Dân số đoạn 25 câu 1 đến câu 11. 22 dùng rắn độc giết nhiều người Israel vì họ than phiền. Dân số đoạn 21 câu 6. 23 dùng lửa thiêu chết 102 người lính khi họ thực thi nhiệm vụ giao phó và tỏ ra rất đàng hoàng lễ phép trước một vị ngôn sứ, nhưng vì ông ngôn sứ kia thích cho nên Chúa ra tay. Các vua đoạn 1 câu 10 đến câu 12. 24 Chúa khiến sư tử đến giết nhiều người vì họ không sợ Chúa. Các vua câu 17 đến câu 25. Thiên sứ của Chúa giết 185.000 người quân trong một đêm. Các vua đoạn 19 câu 34. Isaac 37 36. 10 chủ đề Chúa tạo dịch bệnh. Lê-vi 26 25 Kinh Thánh bản dịch thế giới mới. 25 ta sẽ đem gươm báo thù đến các ngươi vì các ngươi đã vi phạm giao ước với ta. Nếu các ngươi tụ họp trong những thành mình thì ta sẽ sai dịch bệnh vào giữa các ngươi và các ngươi sẽ rơi vào tay kẻ thù. Đệ nhị luật 2 đoạn 28 câu 58 câu 63. Xem trang lavang.lasvegas.com. 58 nếu ngươi không lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này nhét trong sách này và kính sợ danh hiển hấp và khả úy này, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. 59 thì Đức Chúa sẽ làm cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. 60 Đức Chúa sẽ cho đỡ lại với mọi dịch tễ của Ai Cập mà ngươi kinh hãi, những dịch tễ ấy sẽ bám vào ngươi. 61 cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách luật này, Đức Chúa cũng giáng xuống trên ngươi cho đến khi ngươi bị tiêu diệt. 62 sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, ngươi sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi vì ngươi không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. 63 cũng như Đức Chúa đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì ngươi cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt và bị bứng khỏi miền đất mà ngươi sẽ vào chiếm hữu. 3 Khải Huyền sách 10 đoạn 16 câu 1 đoạn 2 câu 1. Tôi nghe từ nơi thánh có tiếng nói lớn với 7 thiên sứ, hãy đi và trút xuống trái đất 7 bát của cơn giận Đức Chúa Trời. Thiên sứ thứ nhất đi trút bát của mình xuống trái đất thì có ung nhọt độc hại, gây khốn khổ cho những người có dấu của con thú dữ và thờ tượng nó. 3 Khải Huyền đoạn 2 câu 23. Tôi sẽ giết con cái của Ả bằng dịch bệnh chết người, hầu cho tất cả các hội thánh đều biết tôi là đấng dò xét tấm lòng cùng tư tưởng thầm kín nhất, và tôi sẽ báo trả mỗi người trong anh em tùy theo việc làm của anh em. Trong lúc đó bản kinh James thì bỏ bớt chữ off, skitted tại tiếng Anh, này dịch ra tiếng Anh. Rồi chú hiếu sát và thù cá nhân, xúi dục loài người đánh nhau, chém giết, cướp bóc, hãm hiếp, cái trinh. Ở chủ đề này làm sao đi, làm nhẹ nhàng thôi, ngay từ từ. Bạn biểu quá, bạn thông cảm giùm nha. Thì bận biểu quá cho nên mình không có làm ra clip thường xuyên được. Công việc này, trong mùa dịch bệnh này thì nói chung là nó cũng không có nghỉ được. Thì công việc của mình làm thì nó không có dịch bệnh, không có gì hết, làm trong sự an toàn, làm trong sự kiểm soát rất là chặt chẽ, cho nên không đến nỗi nào, không có đi đâu xa hết, không đi tới chỗ những cái thành phần mà bị dịch nhiễm lây lan, làm trong khuôn khổ. Cho nên mình đưa ra bằng làm bình thường. Còn những công ty sự nghiệp công nhân rồi thì cũng như cậu thấy cũng vẫn còn đi làm bình thường, chứ cũng đến nỗi nào. Thì chào các bạn, xin hẹn clip sau mình sẽ làm tiếp theo để là nói về Kinh Thánh, để có một cái tư liệu các quý vị con chim có phản biện thì cứ vào đó mà đọc Kinh Thánh. Mình sẽ đặt tiêu đề là Chúa tạo dịch bệnh. Từ nói nhiều tới phần dịch bệnh thì nó quan trọng hơn dịch bệnh. Giờ đang đọc sốt cái vấn đề là dịch bệnh, cho nên đây là Chúa tạo dịch bệnh nha các bạn.